Đây là cảnh tượng ở Hồ Hiên Quế của cô chú anh chị và các bạn. Thì hấp hiện tại tới đâu là hàng ngàn người đi theo tới đó thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị cũng có thể nhìn thấy là lượng công an hàng trăm người đến đây những người dân đi ra đường cô chú anh chị và các bạn đến để dẹp đường để cho lưu thông nó được thuận tiện đó cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị cũng biết là sức hút của thầy hết bên tại lớn như thế nào nhé. Vâng, thưa cô chú anh chị em mến, thầy ốc tiên đang quay thầy hết bên tại thành phố Huế nha cô chú anh chị và các bạn. Rất là đông luôn. Thầy hết bên tại đâu không thấy mà người dân đi khá là đông nhé. Ốc thì nghe nói là những Phật tử ở bên Ấn Độ đã qua bên Việt Nam này nhé. Rất là điều kỳ lạ luôn cô chú anh chị và các bạn. Điều kỳ lạ tại thành phố Huế. Kẹt xe luôn cô chú anh chị. Kẹt xe luôn nhé. Kẹt xe rất là đông luôn cô chú anh chị. Đó phải đầu thầy hết bên tại đang được công an hộ tống kìa cô chú anh chị. Đi qua đường không? Rất là mỏi chân luôn nhưng mà phải đi ra ngoài mới được. Đi qua đi. Hai anh em của tụi em thì mới ra hồi tối đêm hôm nha cô chú. Buổi sáng ngày hôm nay là cũng quay qua cả thầy phía bên kia nha cô chú. Đó phát đầu của thầy hết tinh tại chị cô chú anh chị. Chạy tiếng Anh đi chạy. Phái đầu của hành hấp hiện tại. Thầy hết hiện tại kìa cô chú anh chị và các bạn. Thầy đâu? Không biết.
có hay hết bên tại kìa cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhìn thấy không? Ốc tiên nhìn thấy hay hết bên tại rồi đó cô chú. Ốc tiên nhìn thấy hay hết hiện tại. Có một cảm xúc khá là kỳ lạ. Ừ, cô chú anh chị. Cái đoàn gồm mà 50 người hơn cô chú. Bảy mươi người là thành phố. 70 người.